khởi tố nhiều bị can sử dụng tài khoản giả mạo Huấn Hoa Hồng để lừa đảo. Các bị can sử dụng hình ảnh của Huấn Hoa Hồng để đăng tải lên Facebook, Zalo, chạy quảng cáo hỗ trợ vay vốn từ 30 đến 500 triệu đồng. Cảnh sát cũng xác định Bùi Xuân Huấn không có quan hệ quen biết gì đối với các bị can trong vụ án. Chiều ngày 28 tháng 3, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết. Sau khi phòng cảnh sát hình sự phát đi thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ tài khoản trên mạng có tên Huấn Hoa Hồng, đã có một số bị hại đến để trình báo. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, công an xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức. Qua điều tra, xác minh công an đã khởi tố 14 bị can về 5 nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán bộ phận cơ thể người, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có 7 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh các tài khoản mạng liên quan đến Huấn Hoa Hồng để cho vay tín chấp. Căn cứ vào kết quả điều tra, bước đầu công an xác định các bị can đã lợi dụng việc bùi Xuân Huấn tên thường gọi là Huấn Hoa Hồng sinh năm 1985 ở Gia Lâm, Hà Nội là cá nhân có nhiều người theo dõi trên trang mạng xã hội, từ đó các bị can đã lập các tài khoản Facebook, Zalo giả Huấn Hoa Hồng hoặc mua lại tài khoản Facebook, Zalo được đăng ký từ trước. Sau đó sử dụng hình ảnh của Bùi Xuân Huấn để đăng tải, chạy quảng cáo hỗ trợ vay vốn từ 30 đến 500 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình. Thiếu tướng Tùng cho hay, người sử dụng mạng Facebook sẽ kết bạn qua Zalo theo số điện thoại các đối tượng đăng trong quảng cáo. Sau đó, các đối tượng đưa ra các lý do khác nhau để lừa đảo, như yêu cầu bị hại chuyển tiền, phí đặt cọc, để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định 7 bị can trên đã chiếm đoạt 526 triệu đồng của 34 bị hại, Thiếu tướng Tùng thông tin và cho biết. Trước đó, công an đã gửi văn bản đến cơ quan báo chí thông báo phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án, đồng thời cung cấp 21 số tài khoản các đối tượng dùng để lừa đảo, đề nghị các bị hại đến trình báo. Hiện nay công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đối với cá nhân Bùi Xuân Huấn, Thiếu tướng Tùng khẳng định, Bùi Xuân Huấn không có quan hệ quen biết gì đối với các bị can trong vụ án. Các tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Xuân Huấn, các trang mạng Zalo, Facebook đều là tài khoản mạo danh, không phải Huấn sử dụng quản lý. Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, MSB. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tin báo tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, trú tại trung cư 390 Bồ Đề, Long Biên, Giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, vụ việc này đã được thông tin tới báo chí nhưng đến nay chưa có thêm bị hại nào trình báo ngoài những bị hại trình báo trước đó. Do đó, Công an thành phố Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng của MSB trình báo Công an thành phố. Trước đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, MSB, cho biết vừa qua, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan truyền thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ảnh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh. MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh. Ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB. MSB đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.